Hello mọi người, định mệnh kịch bản nói đâu nhỉ? Hello mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để fake IP cũng như là giảm ping trong MapleStory 2. Thì đầu tiên hãy nói vấn đề giảm fake IP nhé. Đây thì mình dùng phần mềm Top VPN Client Manager. Thì các bạn có thể dùng phần mềm như mình hoặc là dùng các phần mềm khác như HiMi hoặc là Hotspot đều được. Tất cả đều được. Ok, đầu tiên là fake IP trước khi vào launcher nhé. Đây mình chọn server Mỹ. Các bạn chọn server Canada đều được. Ok, bật Nason Launcher đi. Có hai cách để vào Steam và Nason Launcher nhé. Hai cái vào giống như nhau. Với Steam thì bạn cũng phải fake IP trước khi đăng nhập vào Steam. Rồi, ở nút play và vào chơi. Giới thiệu cho các bạn luôn, đây là hai phần mềm mình sẽ dùng để giảm ping, đó là Tiny và giảm ping VIP. Rồi, bây giờ đợi vào game thôi, để mình skip đoạn này đi. Ok, bây giờ khi vào đến được màn hình chọn server thì các bạn tắt fake IP đi. Tắt đi. Xong vào. Đây mình chọn server Oceania bởi vì ping nó tốt hơn so với các server khác. Để mình vào check ping. New mail has arrived. Thì đây. Bây giờ hiện tại ping đang là 670, 6x6, 520, 728, 72. Mình đánh thử vần quán. My stamina is low. New mail has arrived. 300. Tầm đấy. Xong rồi. Ok, Steam cũng y hệt nhé. Bạn đăng nhập mà bạn fake IP trước khi đăng nhập vào Steam và đến phần màn chọn server thì các bạn tách tắt fake IP thôi. Ok, bây giờ đến giảm ping thì mình có hai phần mềm, đây là phần mềm Tiny và phần mềm giảm ping. Đầu tiên nói về Tiny thì đây để mình đăng nhập vào. Đây là mình dùng tài khoản VIP của Tiny. Đây. Đây mình dùng tài khoản VIP 1.000 một ngày. Các bạn có thể dùng thẻ để. Ok, đây là giao diện của Tiny, nhìn lên khá đơn giản đúng không nào? Đây ở dưới này chúng ta có các server để chọn. Thì mình khuyên các bạn chọn server có ping thấp nhất. Cái game đăng này mình đã tùy chỉnh để cho nó giảm ping tốt hơn nữa. Nên là như mình sẽ nói sau, còn bây giờ cứ chọn game 4 này trước đã. Ok, ấn connect. Đây, status nó nói ok, please join your game. Lưu ý rằng phần mềm Tiny này nó chỉ giúp bạn giảm ping chứ nó không fake IP cho bạn. Nên là bạn lại phải bật phần mềm fake IP lên. Fake IP. Ok, bây giờ bật Nexo Launcher hoặc là Steam. Ok, và mình chọn server, chúng ta lại tắt
mềm giảm ping. Tao mềm giảm ping thôi. Ok, bây giờ mình chọn chọn. My deeds here will bring. New mail has arrived. Ok. Để thấy ping nó giảm từ 700 xuống 500, 300. Chờ một chút. Tầm 356, 304, 307. Để vào 306. My spirit is low. Ok, ping ở mức 300. Nó không có gì giảm ping bình thường. Nó không có gì phay IP. Ok, nó có dùng giả chain hay không. Nhưng mà cái này là do các bạn chưa tùy chỉnh cái server để cho tốt hơn. Ok, bây giờ là mình sẽ tùy chỉnh server để cho nó ping giảm thấp nữa. Đây, chờ các bạn vào trang ChineseVN, vào trên server. Đây, nó ghi là server A chọn server gần chung với mạng bạn điều định nhất. Server B, C chọn Singapore, bla bla. Nói chung là lúc đầu bạn chọn server mà bạn chọn với nhà mạng và nơi bạn ở. Ví dụ như mình ở Hà Nội, mình dùng mạng Viettel thì mình chọn cái game 5 này. Ok, đây là server A. Ở đây bạn điền tên tài khoản vào đây để nó thiết lập cho bạn. Và server B bạn chọn server G. Đây, bạn chọn server gần chơi với cái server gần khu vực mà bạn chọn. Ví dụ như là mình đã chơi server Oceania thì mình sẽ chọn Australia. Đây là mình chọn rồi nên là mình sẽ không phải chọn nữa. Chọn đây, chọn nữa thì nó sẽ server A và server B nó sẽ trở lại bình thường, nghĩa là nó sẽ không được thiết lập nữa. Đây, mình có game 5 này rồi, mình ấn connect thôi. Bây giờ mình fake IP nữa. Ok, và ấn chơi. Server, bạn tắt IP đi. Chọn server để chơi. If someone needs help. New mail has arrived. Ok, bạn nhìn ping đây. Ping nó 184, 170. Có thể nói là giảm khá rõ. Để mình đánh vào. Need spirit. Các bạn thấy thì ping đánh quái nó giữ rất là ổn định ở tầm 170. Thế là giảm ping rất là khá đáng. Mình nghĩ là cũng đáng kể. Đã xong rồi. Mình sẽ nói về giảm ping bằng cái phần mềm giảm ping nữa. Ok, và cuối cùng chúng ta đến với phần mềm giảm ping. Đây là phần mềm giảm ping. Bây giờ chúng ta sẽ bật phần mềm lên. Lúc bạn tải về thì nó sẽ có một cái file zip này. Giải nén ra nó sẽ được như này. Ấn vào. Các bạn chọn là giảm ping VIP cho mình nhé. Ok, bây giờ đăng nhập vào thôi. Ok, đây là giao diện của giảm ping. Thì nó nhìn khá nhìn đa dạng hơn so với Tiny. Ok, giống như Tiny thì các bạn phải dùng trên server để được kết quả tốt nhất. Ok, đây, trên là một tính năng cao giúp định tuyến lại đường đi ở gói team bằng cách kết nối thêm một hoặc hai máy chủ. Đây, cơ bản là các bạn chọn server gần
cũng giống như bên Chinese, các bạn chọn server gần bạn nhất. Ví dụ như đây mình dùng Viettel và mình ở Hà Nội thì mình chọn Việt Nam 14 này, đánh ở đây là Việt Nam 14 và các bạn ấn cái thanh này, thanh Start On. Vừa rồi hiện một bản thông báo là chọn server bạn muốn kết nối đến. Thế là mình chọn server Australia Shop Layer này, bởi vì cái này theo mình nghĩ là ping tốt nhất, mình dùng nhiều rồi. Ok, chọn này. Rồi, nó đã kết nối cho bạn rồi đấy. Như Chinese thì nó cũng chỉ là giảm phần mềm giảm ping thôi, nó không giúp bạn fake IP. Thế là bây giờ chúng ta là phải fake IP thôi. Bạn thấy 0204 này. Ok, bởi mình fake IP ping cao, cái này các bạn không phải lo nhé. Tí nữa mình sẽ tắt đi thôi. Ok, bây giờ anh chơi. Ok, vào phần chúng ta vào phần chọn server, bây giờ tắt IP thôi. Như bạn các bạn có thể thấy đây, ping giảm xuống 5. Chúng ta vào. I'll keep the peace here. Giảm được một chút, nó cũng gần bằng à, nó cũng giảm được hơn một chút so với Tiny thôi. Đó, đó là hai cách để giảm ping, đó là Tiny và giảm ping. Ok, kết luận à, chúng ta có, đầu tiên là chúng ta có Tiny giao diện rất là đơn giản, ít nút, ít tùy chỉnh. Thì Tiny là dùng mất 1k một ngày. À, mình cứ cho 50k thì 50 ngày đi. Cũng khá là nhiều, khá là rẻ. Một tháng chắc khoảng 2 đô. Còn giảm ping thì có tài khoản premium 50.000 mỗi tháng. Hay là 50.000 30 ngày. Và cái giảm ping có mà Tiny không có là cái đăng ký dùng ở tài khoản VIP này, mình thấy nó rất hay. Và nó tài khoản VIP dùng thử tương đương tài khoản Donate, không giữ biết giới hạn nào cả, dùng trong 48 tiếng. Bạn có thể trải nghiệm xem là cái này dùng tốt hơn hay là Chinese dùng tốt hơn. Mình khuyên các bạn là dùng cả hai để xem cái nào tốt hơn với bạn, chứ còn nó phụ thuộc vào nhà mạng nhà bạn nữa.